đi trang mật ở Monivier sang chảnh, nhưng vợ chồng Khởi My lại quậy tưng bừng thế này đây. Hình ảnh cặp vợ chồng mới cưới tạo dáng lầy lội trong chuyến trăng mật tại Monivier khiến fan không khỏi thích thú. Mới đây, trên Instagram và fanpage 11 triệu lượt bấm thích, Khởi My khiến fan thích thú khi chia sẻ những bức hình trong chuyến trăng mật cùng ông xã Kevin Khánh. Dù chọn Monivier, địa điểm sang chảnh được mệnh danh, nơi cách thiên đường một bước chân để nghỉ dưỡng, nhưng cả hai không hề tỏ ra màu mè phô trương. Trong khoảng chụp ảnh trăng mật, trong khi các cặp đôi thường diện đồ bơi nóng bỏng khi đi biển, thì cả hai chỉ lên đồ đơn giản và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn kiểu lầy lội, đúng với cá tính hài hước dí dỏm của mình. Chính vì vậy, bức hình càng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Những bức hình mới nhất trong chuyến trăng mật của cặp đôi, cặp vợ chồng trẻ siêu đẹp đôi khi chụp hình cùng nhau. Khởi My dành cho chồng trẻ những cử chỉ vô cùng ngọt ngào. Ngày 23 tháng 11, hôn lễ Khởi My Kevin Khánh được tổ chức tại Tư Gia và một địa điểm sang trọng ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Vốn thích giản dị, không ưa màu mè rình rang, cô dâu chú rể giới hạn số lượng khách mời để đảm bảo sự riêng tư, chọn rước dâu bằng mô tô, diện trang phục giản dị sau nghi lễ. Nhưng chính những điều đặc biệt này khiến đám cưới của Khởi My Kevin Khánh trở thành hôn lễ hot nhất nhì showbiz Việt nửa cuối năm 2017.